Với số ca mắc COVID-19 tăng cao thời gian qua, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4, vùng đỏ. Các biện pháp cả y tế và hành chính đang được địa phương quyết liệt triển khai để sớm kiểm soát dịch trên địa bàn. Khu vực này là một trong số những điểm nóng COVID-19 tại phường Hòa Khánh Bắc. Chỉ trong một ngày, dãy trọ này đã phát sinh nhiều ca F0, chủ yếu là công nhân làm việc tại công ty Matrix, khu công nghiệp Hòa Khánh. Truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp và lấy mẫu xét nghiệm rộng là cách làm của địa phương để bóc tách F0 nhanh nhất. Mình gian dai, mình cảnh báo là hẹp, nhưng mà mình lấy mẫu xét nghiệm là rộng. Lúc nào thì trạm y tế cũng báo số lượng lấy mẫu là phải là 2-3 tổ lân cận đó để mình tìm ra cái đối tượng cũng như là bóc tách cái F0 phát sinh trong cộng đồng. Ngoài điểm nóng trên, đến nay phường Hòa Khánh Bắc còn có 5 điểm nóng khác đang được phong tỏa, giám sát chặt chẽ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Riêng trong 14 ngày qua, phường Hòa Khánh Bắc có 426 ca mắc COVID-19, trong đó có 314 ca cộng đồng. Qua truy vết thì hơn 1.100 trường hợp F1 đã được cách ly tại nhà. Cái điểm phong tỏa và các điểm mà phát sinh ca bệnh thì cơ sở đã lập tức là khoanh vùng, khẩn trương truy vết và xem xét cái cấp độ về cái nguy cơ lây nhiễm tại cái khu vực và tiến hành là phong tỏa ngay lập tức và xác định cái nguy cơ, sau đó là tiến hành phong tỏa diện rộng hay là thu hẹp. Chủ trương khoanh vùng hẹp, giám sát chặt được xem là giải pháp phù hợp để thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Cùng với giám sát chặt các khu phong tỏa, phường Hòa Khánh Bắc tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch, đồng thời tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm.